lại lỗi lầm, từ đó ông quyết định sống cuộc đời mai danh ẩn tích, không bao giờ biểu diễn violin nữa. Không thể giải thích được thân phận, Vitaly bị kết án 2 tháng tù, còn Remy thì tạm thời ở lại nhà Lai. Một hôm Lai vô tình phát hiện ra bộ quần áo lúc nhỏ của Remy, thế là Remy đã kể cho cô nghe về câu chuyện của mình. Quan hệ của hai người ngày càng tốt, mẹ Lai cũng vô cùng hài lòng. Vitaly cuối cùng đã được thả ra, ông muốn dẫn Remy cùng mình đi lưu diễn, nhưng mẹ Lai lại muốn cậu bé ở lại chăm sóc cho con gái bà. Vì không muốn chôn vùi tài năng âm nhạc của Remy, ông đã từ chối, đồng thời hứa hẹn một ngày nào đó Remy sẽ thành công trở thành ca sĩ nổi tiếng, sau đó sẽ quang minh chính đại quay lại cưới Lai. Mẹ Lai không tin lại có người sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ. Cuối cùng Remy vẫn quyết định cùng Vitaly đi khắp nơi lưu diễn. Trước khi đi, cậu đã hứa với Lai rằng sau này sẽ trở về thăm cô. Không may, trong tù Vitaly đã mắc bệnh viêm phổi, lại trải qua quãng hành trình gian khổ khiến bệnh của ông ngày càng trở nặng. Đến chú khỉ của ông cũng đã mắc bệnh, vì thế hai người quyết định dừng chân tại một khách sạn, sau đó tìm bác sĩ tới khám cho nó. Lúc rời đi, bác sĩ dặn Vitaly phải nhanh chóng chữa bệnh, nhưng bọn họ đã tiêu hết tiền từ lâu. Để kiếm tiền, Vitaly quyết định một lần nữa cầm đàn lên biểu diễn. Ông thể hiện một bản violin ngay tại khách sạn. Cứ như vậy, tài năng của ông đã nhận được sự tán dương của giới quý tộc, nhưng số tiền kiếm được vẫn chưa đủ. Đúng lúc đó, một người phụ nữ tìm tới. Cô ấy nhận ra Vitaly, đồng thời tôn trọng quyết định mai danh ẩn tích của ông. Sau đó, cô để lại một chút tiền với hy vọng có thể giúp ông vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Khi hai người quay lại phòng thì chú khỉ đã qua đời. Điều này khiến Remy vô cùng đau khổ. Cậu chôn nó trong một khu rừng, mà lúc này bệnh tình của Vitaly cũng không thể trì hoãn được nữa. Hôm đó Remy nhận được một bức thư do Lai gửi tới. Cô nói đã tìm được cha mẹ ruột của Remy. Thì ra sau khi Remy đi khỏi, Lai đã phát hiện một chất liệu giống hệt với bộ quần áo sơ sinh của Remy. Chất liệu này vô cùng đắt giá, chỉ những gia đình quyền quý mới có thể sử dụng. Mẹ Lai biết tin thì vô cùng kinh ngạc, lập tức tìm kiếm thông tin khắp nơi. May mắn cuối cùng đã có kết quả. Vitaly sau khi nhận được tin, ông không quản bệnh tình lập tức đưa Remy lên đường. Bọn họ tìm gặp một luật sư. Vừa nhìn bộ đồ năm đó, ông ta liền xác nhận được thân phận của Remy. Sau đó luật sư đưa cậu bé đi gặp bố mẹ. Remy được đưa tới trước một căn biệt thự cũ nát. Ngay sau đó ba người lạ mặt bước ra. Người phụ nữ mập khóc lóc kéo Remy vào lòng, tự nhận là mẹ cậu. Tuy nhiên ba người này lại không có dáng vẻ của tầng lớp quý tộc. Ngay cả khung cảnh bên trong căn biệt thự cũng là một đống đổ nát. Vậy mà trước khi đi, Vitaly lại nhận được một khoản tiền khổng lồ. Điều này đã khiến ông nảy sinh nghi ngờ. Tối đến, ba kẻ mạo danh mới lộ bộ mặt thật. Bọn chúng định ra tay trừ khử Remy. May mắn vào thời khắc nguy hiểm, Vitaly đã kịp thời dẫn theo chú cho tới ngăn cản. Ông ép bọn họ nói ra âm mưu của mình. Thì ra vị luật sư kia chính là chú ruột của Remy. Năm đó vì tranh giành gia sản, hắn đã lên kế hoạch trừ khử cậu bé. Nhưng cuối cùng tên sát thủ đã không nỡ ra tay, nên hắn đã đưa Remy tới Paris xa xôi để cậu bé tự sinh tự diệt. Vitaly ép hỏi nơi ở của bố mẹ ruột Remy. Cứ như vậy hai người bắt đầu xuất phát. Tuy nhiên trên đường không may gặp trận bão tuyết, hai ông cháu đành phải tránh tạm trong một căn nhà bỏ hoang. Ngọn lửa duy nhất giúp họ sưởi ấm cũng nhanh chóng bị dập tắt. Vitaly chỉ đành ôm chặt Remy vào lòng để che chắn cho đứa cháu nhỏ. Cho tới khi có người tìm ra bọn họ thì Vitaly đã không còn thở nữa. Ông đã dùng thân mình để che chở bảo vệ cho Remy. Khi cậu bé tỉnh lại, trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp, bà chính là mẹ ruột của Remy. Không lâu sau, người chú độc ác cũng tìm tới. Vu oan Remy chỉ là một kẻ lừa đảo. Người mẹ vừa nhìn đồ đạc của cậu liền chắc chắn Remy chính là con mình. Hai mẹ con nhận nhau trong nước mắt. Người chú độc ác cũng phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Sau khi an táng cho Vitaly, Remy trở lại thăm mẹ nuôi và đưa cho bà một khoản tiền, hy vọng bà sẽ có một cuộc sống tốt. Vài chục năm sau, Remy đã trở thành một ông lão và xây dựng một cô nhi viện. Mỗi khi trời đổ mưa dông, ông sẽ kể cho những đứa trẻ nghe về câu chuyện của cuộc đời mình. Còn cô bé Lai năm đó cũng đang nằm yên bình bên cạnh ông. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Không Gia Đình, là một bộ phim cảm động đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người xem. Cuộc sống luôn có muôn vàn những khó khăn và thử thách, chỉ cần không sợ nguy hiểm, dũng cảm tiến về phía trước, biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống, tin rằng một tương lai tươi đẹp đang chờ ta ở phía trước. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thích hãy nhấn like và theo dõi bếp nhé.